Nước mắt ngày gặp mặt, tác giả Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, giọng đọc Hải Yến, số 19. Từ thành phố lên đây chỉ hơn 40 cây số, mấy năm còn tại chức, ngồi xe quân sự đi một chốc là đến. Mình vô tình thật, bụng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn còn chống chế được một câu: hòa bình rồi tưởng khỏe, nhưng bận việc hơn hồi chiến tranh đó cô ơi. À mà cô thứ mấy? Bậy quá, tôi quên rồi. Dạ, thằng ghém em tôi thứ 9, tôi thứ 6. Rồi cô gọi vọng vào nhà: ba ơi, có anh Tư về thăm nhà mình đây. Ông già đang ngồi trước hàng ba, chăm chú chẻ trúc thành từng thanh mỏng để đan liếp phơi bánh tráng. Nghe gọi, ông ngừng tay, ngước lên nhìn tôi. Vậy anh Tư nào đây? Tôi lễ phép. Dạ, trước đây con đi chung với thằng ghém, thằng Khương, thằng Thành. Thỉnh thoảng chúng nó dắt con về xóm này. Theo con nhớ, hồi đó nhà ba còn lợp tranh, vách lá, trái dưới kia để trống, có cái lò bánh tráng. Ông già có vẻ mừng rỡ, đứng dậy vỗ vai tôi, rồi nắm tay dắt vào bộ ghế giữa. Chú nhớ giỏi, hòa bình rồi, làm ăn cũng đỡ, nên tôi có sửa lại cho ấm cúng một chút. Bà má dưới bếp bước lên, cầm tay tôi. Cái nhìn trìu mến, đầy thương cảm của bà mẹ Việt Nam dành cho những đứa con kháng chiến, sao mà vô cùng ấm áp. Chắc là cô Sáu đã nhắc lại về tôi cho má nghe rồi. Đứa con gái của cô Sáu vội vàng chạy đi. Trong chốc lát, cô bác, em cháu từ mấy nhà bên cạnh kéo đến đông vui. Cô Năm Khéo, em gái của Khương, và mấy đứa em của Thành cũng có mặt. Ai cũng vui mừng thăm hỏi về công tác, về sức khỏe của tôi những năm qua. Trên bàn thờ gian bên có bằng liệt sĩ, bằng huân chương kháng chiến và bằng huân chương chiến công hạng 3. Tôi xin phép gia đình được đốt nhang viếng hương hồn người chiến sĩ thân yêu. Trên tấm bằng liệt sĩ có dòng ghi: Phạm Văn Ghém, trung sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Bình nước trà nóng được mang lên, ai cắt cổ gà phía sau bếp làm nó dẫy đành đạch. Nông thôn mình là vậy, khách đến giờ này không cần hỏi khách đã ăn cơm hay chưa. Trừ cô Sáu dưới nhà bếp, mọi người xúm xít quanh tôi, và không gì hơn là tôi kể lại những giờ phút sau cùng của Ghém và Khương. Những năm 1969-1970, chiến trường Củ Chi vô cùng ác liệt, đồng bào bị giặc Mỹ gom trong vòng rào ấp chiến lược. Anh em cán bộ, chiến sĩ mình ở ngoài vùng trắng, không có dân, không còn một thân cây bụi cỏ để che khuất. Ban ngày, đơn vị nằm dưới địa đạo. Có lúc tình hình thật căng, không dám tập trung nằm địa đạo, sợ lộ. Phải phân tán thành từng tổ 3 người, nằm hầm bí mật, đào rải rác trên gò. Tối đến, lên mặt đất, xốc lại súng đạn, đi vào ấp chiến lược, bắt liên lạc với chị em giao thông hợp pháp, lấy tin tức tài liệu mật do cơ sở tình báo từ trong Sài Gòn chuyển ra. Một vấn đề sống còn thiết thực nữa là vào ấp kiếm gạo mang ra để duy trì cuộc sống mà hoạt động. Ghém là một chiến sĩ dũng cảm, có sức khỏe dẻo dai, lại giành đường. Những lần đột vào ấp chiến lược, đồng chí luôn dẫn đầu đội hình. Một đêm, tổ võ trang vào ấp làm xong nhiệm vụ thì đụng giặc. Sau một lúc đánh trả, Ghém bị thương vào bụng. Mảnh M79 tuy không lớn nhưng trúng chỗ nhược. Anh em thay nhau cáng đồng chí. Về đến căn cứ thì đã gần 2 giờ khuya. Ghém đau lắm, tự kềm chế không rên la, nhưng người cứ oằn oại. Đồng chí Dũng y sĩ khám nghiệm và cho biết mảnh đạn đã xuyên thủng dạ dày. Trường hợp này phải chuyển về quân y viện cấp trên, nơi căn cứ an toàn, có bác sĩ phẫu thuật mới giải quyết được. Đội tiểu phẫu tiền phương của cấp trên, mấy hôm trước anh em còn thấy bóng dáng ở An Thành.
nay sau mấy trận càn của Mỹ, không biết họ đã rời đi đâu. Còn từ đây mà khiêng về đến hậu cứ ở biên giới thì đường quá xa, có lách qua được những ổ phục kích của địch, ghém cũng không đủ sức để chịu đựng nổi đoạn đường dài, sông ngòi cách trở như vậy. Mọi người đang bàn tính thì nghe ghém nói: "Các anh giáng cứu tôi để tôi tiếp tục đánh chết mẹ chúng nó đi, tức lắm." Dũng nói: "Chỉ còn cách mổ lấy miệng ra thôi ghém ạ." Ghém nhìn Dũng khẩn khoản van nài: "Vậy thì Dũng mổ đi, Dũng là y sĩ mà, mổ cho tôi đi Dũng." Thương ghém quá, anh em dốc vào: "Ừ, mổ cho nó đi Dũng." Dũng lắc đầu nói nhỏ: "Tôi không từ chối, nhưng trường hợp này phải bác sĩ mới làm được. Và lại, mình không có phương tiện gây mê, chỉ còn mấy ống thuốc tê loại thường." Ghém lại năn nỉ: "Tôi chịu đau được mà, Dũng yên tâm đi." Không còn cách gì khác, ca mổ bắt đầu. Trong đêm khuya, đèn pin được che bớt ánh sáng. Mọi người đều khẩn trương, công việc phải được hoàn thành trước khi trời sáng, vì ở chiến trường này, ban ngày phải giao mặt đất cho bọn Mỹ làm chủ. Trời mưa lâm râm, anh em căng một tấm ni lông lên làm lều, trải một tấm làm bàn mổ. Dũng soạn đồ mổ, bơm bếp dầu để bắc nước luộc dụng cụ. Nghĩ thế nào, anh gọi mấy anh em khỏe như Đạo, Re, Ra Sa thì thầm to nhỏ. Mọi người trở vào đau xót, nước mắt lưng tròng. Trông kìa, họ xắn tay áo chuẩn bị. Đoán được ý bạn, ghém nói: "Anh em đè tôi." "Khỏi, đã có lòng cứu tôi mà phải tốn sức đè chi cho mệt, tôi nằm im cho mà mổ, hãy tin đi." Không còn lời nào cảm động hơn, không còn cảnh nào đau xót hơn. Đồng hoang vắng, trời mưa rả rích, gió nhẹ lành lạnh, những cái đầu xúm xít gần vào hơn nữa, cố che những hạt mưa độc ác len vào làm ướt người đồng đội bị thương. Trên trời, máy bay giặc Mỹ rè rè tuần tra. Dưới này, ánh đèn pin được che lại, rọi vừa đủ sáng cho đồng chí Dũng làm việc. Mổ thành bụng, mổ dạ dày, lấy mảnh đạn ra, may thành bụng lại. Ghém giữ lời, không rên, không dãy giụa, nhưng người cứ oằn oại, mồ hôi tuôn ra, pha lẫn với máu, làm ướt bộ quân phục lót dưới lưng. Mấy ống thuốc tê dẩy lên làn da bụng, lúc bắt đầu mổ, nào có thấm tháp gì. Hồi năm 1945, lúc bọn phát xít thất bại đầu hàng, tôi có nghe người sĩ quan Nhật dùng gươm tự đâm vào bụng, cũng gan, nhưng tôi cho đó là hành động bốc lên trong nháy mắt. Còn đây là tự giác chịu đựng một ca mổ kéo dài. Mồ hôi anh em, đồng chí vã ra. Ghém nằm đó gồng gân oằn oại. Anh em bên ngoài cũng cắn răng bấm mạnh vào nhau như chia sẻ nỗi đau của đồng đội mình. Gần 5 giờ sáng, ca mổ kết thúc. Từ bên Đồng Dù, căn cứ đóng quân của Sư đoàn 25 Bộ binh Mỹ, đã nghe tiếng trực thăng, tiếng xe tăng khởi động máy. Cứ đến giờ này là phải sửa soạn xuống hầm để giao mặt đất lại cho chúng nó. Ghém kiệt sức lịm đi, hai mắt nhắm nghiền. Anh em Ráp khiêng nó lại miệng hầm bí mật, dựng nó dậy. Đạo xuống hầm trước để đỡ, Re ôm ghém lách qua lách lại cho con người nó tuột xuống được miệng hầm. Động tác cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao mà khỏi đau cho đồng chí. Thử hình dung, lúc còn mạnh, muốn xuống hầm, người ta dùng sức chống hai tay trên miệng hầm, cho hai chân thõng xuống trước, rồi lựa thế, nghiêng mình, lách nách theo góc vuông rất chật hẹp của nắp hầm mà xuống từ từ. Đến lúc hai chân chạm đất thì xuôi hai tay lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Còn ghém trong tình trạng này làm sao chủ động được. Mấy tấm ni lông được xếp lại cho vào bồng, người ta lo xóa đi các dấu vết, từng ngọn cỏ nơi ghém nằm được vuốt lại cẩn thận. Khóm cỏ nào bị dập nát lập tức được thay bằng những rễ cỏ tươi hơn, đào từ xa mang đến. Mọi người tản ra xuống các hầm, kéo nắp đậy lại thì bầy trực thăng Mỹ cũng vừa ùa đến. Biết đầu hôm nay
chúng chẳng đổ quân càn quét lục soát vùng này. Có đôi lần ghém tỉnh lại, nhưng đồng chí yếu dần, và đến 8 giờ sáng thì chút hơi thở cuối cùng. Ánh đèn cầy heo hắt trong căn hầm còn in lại nụ cười vĩnh biệt của người đồng đội trẻ tuổi. Nghe tôi kể, bà con ai cũng rơi nước mắt, bà má và cô Sáu sụt sùi khóc. Tôi nói, đó là một tấm gương hy sinh vô cùng anh dũng. Nhà ta phải rất tự hào vì có một người anh hùng như vậy. Các em, các cháu nên nhớ mà noi theo. Sau bữa cơm trưa, có thịt gà kho tiêu, lòng gà, xào măng tre mơn đầu mùa. Tôi bùi ngùi từ giã gia đình để còn đi thăm nhiều nơi khác. Bà má cầm tay. Mai đám dỗ nó, chú Tư không ở lại được một bữa sao? Dạ, ngày mai con bận họp hội đồng nhân dân phường má ạ. Quên nói má biết, nhà nước cho con cái nhà ở phường 25 quận Bình Thạnh. Con được bà con bầu vào hội đồng nhân dân, lại nằm trong đảng ủy phường. Ông già có vẻ ngạc nhiên. Như chú mà chưa được nghỉ sao? Không việc gì nhọc nhằn lắm đâu ba. Nhà nước mình còn khó khăn, phải phụ lực với bà con, anh em, chút đỉnh vậy mà. Từ dưới bếp, cô Sáu xách lên cho tôi một sâu bánh tét, bánh ít. Cô tươi cười. Anh không ở lại dự đám dỗ được thì chịu khó lấy sâu bánh này, gói để mai cúng nó đó. Vớt trước mấy cái cho anh, chắc vong linh em nó cũng đồng ý. Biết không từ chối được, tôi vui vẻ đem ra mang vào tay lái xe đạp, rồi sang nhà cô Năm Khéo thắp hương cho Khương và ghé qua thăm gia đình của anh Thành. Trường hợp hy sinh của Khương đơn giản hơn. Vào giữa năm 1969, đơn vị tôi đóng quân ở cánh đồng An Thành, huyện Bến Cát. Một hôm, Khương được phân công mang công văn ra bìa sông Cái, trao cho các đồng chí cán bộ xã. Đồng chí ấy dậy đi rất sớm, từ lúc con chim cúm núm còn gọi mái ngoài bưng, con gà rừng mới gáy đợt đầu trong rồng. Rạng sáng anh quay về đơn vị thì cũng là lúc giặc Mỹ ném bom đổ quân chụp ngay xuống căn cứ. Sau một hồi đánh trả, anh em chui xuống địa đạo. Chiều giặc rút hết về Đồng Dù, qua một ngày không thấy Cương. Ngày hôm sau cũng không thấy, anh em sinh nghi. Đêm sau, tôi cử người về gia đình trong ấp chiến lược, cũng không có tin. Như vậy, xác định Cương đã hy sinh, nhưng ở đâu và vì sao? Chúng tôi phân tán đi tìm. Tôi và đồng chí Út Hoa, bí thư chi bộ, đi sục sạo quanh nơi đóng quân. Đến một hố bom đìa, nhìn xuống thấy mấy con lằn xanh bay vi vu. Tôi tuột xuống quan sát, đảo bới kỹ. Có một số mảnh vụn gỗ bá súng, cái nòng súng cong queo, vài mảnh khăn rằn không lớn hơn ngón tay. Đúng là vết tích chiếc khăn rằn Khương thường quấn cổ, chiếc khăn mà vợ Khương đã quàng vội cho chồng trong một đêm tổ chúng tôi đột vào ấp chiến lược. Dưới sức nổ mạnh của quả bom tấn, tất cả đã thành bụi. Thân thể của Khương, người tiểu đội phó thân yêu ấy, đã thành bụi. Nơi anh ấy hy sinh cách căn cứ đơn vị không quá 100 mét. Hoàn thành nhiệm vụ, anh vừa đến đó thì máy bay Mỹ ập đến ném bom, bắt đầu trận càn. Rời xóm nhỏ này của ấp Phú Thuận, tôi đạp xe ngược trở lên chợ Phú Hòa Đông. Trên xe lủng lẳng mấy sâu bánh tét, bánh ít, đậm đà nghĩa tình. À quên, cô Năm Khéo và má của Thành mỗi người còn cho tôi một sấp bánh tráng, lấy giấy bao xi măng gói kỹ, ràng sau bọc ba ga. Phú Hòa Đông nổi tiếng về bánh tráng ngon mà. Anh Tư đã về hưu, công việc chỉ còn trồng rau muống nuôi heo, vậy lâu lâu đạp xe lên đây chơi, bà con xóm này quý anh lắm. Cô Năm Khéo đứng bên bụi tre tầm vông, dặn với theo. Ra đến đường thì đã 2 giờ chiều, tôi chưa vội về thành phố mà đạp xe ngược lên bến đình. Tôi còn phải đến thăm mấy gia đình chỗ xóm Ba Gia, một trong những nơi trú đóng của đơn vị tôi hồi kháng chiến chống Mỹ. Đến rìa ấp Phú An, nơi tiếp giáp giữa Phú Hòa Đông và xã Nhuận Đức, xe tôi đổ xuống một cái dốc. Không gì khoái bằng đi xe đạp mà được đổ dốc. Một cái dốc lài thôi, con người
sẽ dừng chân đạp, nhìn cảnh vật hai bên đường một cách thoải mái, tai nghe con sáo đen, sáo dậu tranh mồi ríu rít trên ngọn tre. Những bậc hầm đá vẫn còn kia sâu hoắm, những bụi tre gai vẫn còn đấy tùm. Hồi còn đánh nhau từ bến đình ra ấp chiến lược Phú Hòa Đông, đi đến đây là súng phải xuống tay, cảnh giác bám từng bực đất bụi tre mà tiến. Địa hình càng phức tạp hiểm trở càng có lợi cho người du kích chúng tôi. Xuống hết dốc là trạm bơm Ba Gia, tôi dừng xe bên đường để nghỉ và cũng để ngắm cảnh đẹp. Một cơ sở vật chất đầu tiên của chủ nghĩa xã hội đã mọc lên tại xóm nhỏ thân yêu này. Còn mấy trăm thước nữa là đến nhà má Bảy. Nhớ những năm 1963-1964, lúc quân Mỹ chưa đổ bộ vào miền Nam, lúc nhà má chưa bị dồn vào ấp chiến lược, bữa cơm nào má cũng lặp đi lặp lại hai món: canh cây môn nước, còn món mặn thì cua với ốc kho tiêu. Môn thì má cắt ngoài biển sông nhiều vô kể, còn cua và ốc thì chúng tôi vừa cuốc ruộng để cày lúa, vừa bắt đem vô. Ăn mãi mấy món làm cho Sáu Ẩn, đứa con trai út cưng của má và cũng là cán bộ trung đội trong đơn vị tôi, phải phát chán cằn nhằn. Tôi kéo nó ra ngoài giải thích: nhà má nghèo, làm sao hơn được. Bữa cơm nào má nấu cũng phải khen ngon miệng, phải ăn mạnh, ăn nhiều, cho bà già vui, nghe không? Sáu Ẩn đã hy sinh tháng 4 năm 1968, sắp bước vào đợt 2 trận Mậu Thân. Đơn vị bị bọn lính đồn phục kích tại ngã ba Ông Tới, xã Phú Hòa Đông. Năm Hải, Sáu Ẩn đi đầu, bị loạt mìn Claymore. Chúng tôi tiến đến, bao vây đánh trả, giặc rút chạy về đồn. Chân hai người đều bị mìn tiện cụt, máu ra lai láng. Ai đã đánh với Mỹ ngụy thời ấy đều biết, bị mìn Claymore đánh gần là khó sống. Máu theo các động mạch chủ tuôn ra một lúc thì chết. Nhìn đồng đội mà thương, Sáu Ẩn nói với tôi: anh Tư và các anh đừng nói gì với má tôi nằm bệnh viện vài bữa thì về, nói má tôi lo, tội nghiệp. Còn Năm Hải, nước mắt lưng tròng, lặng lẽ cởi cái khăn rằn quấn cổ, nhờ tôi trao lại cho vợ anh. Nghe đâu, năm nay mắt má Bảy đã mù và mái nhà xưa không đủ tranh để lợp. Còn cô Tư Xe, chị của Sáu Ẩn, cô gái nông dân, thường đem cơm ra hầm bí mật cho chúng tôi những lúc giặc vây, càn. Không biết năm nay còn khỏe mạnh không, sau những năm bị giặc bắt tra khảo tù đầy. Nhà má Bảy không chỉ là nơi ăn ở riêng của anh em cụm tình báo chúng tôi, mà còn là trạm dừng chân đối với nhiều đồng chí từ thành phố ra. Năm 1962, chị Phương Điền ra đây ở mấy ngày để báo cáo công tác sau một thời gian dài hoạt động bí mật trong thành phố. Cuối năm 1963, Ngô Đình Diệm bị đàn em đảo tránh. Nhân lúc lộn xộn, anh em tình báo đã mua một chiếc xe du lịch Mercedes mới tinh, lo lót cho tên trung tá cai ngục. Nó thả anh Mười Hương ra. Giao thông nội thành cấp tốc đưa anh ra chiến khu. Đến nhà má Bảy thì chưa, má bắt lươn kho tiêu nấu cho anh ăn một bữa cơm. Trên đường đưa anh lên rừng bời lời để tiếp tục về căn cứ Dương Minh Châu. Anh cứ khen mãi bữa cơm ngon miệng và bà má hiền lành. Hồi đó anh còn khấc cái khăn rằn trên đầu, mặc áo cụt đen và đi xe đạp rất khỏe. Anh thường vượt lên trước chúng tôi. Nay anh Mười, những lúc rảnh rỗi chắc cũng nhớ một bữa trưa nào dừng chân bên xóm nhỏ, ăn một bữa cơm với lươn kho tiêu dưới mái tranh nghèo và bàn tay nhăn nheo của bà má miền Nam ân cần bới cơm cho anh. Trạm bơm có lối kiến trúc khá đẹp. Kìa, con sông Sài Gòn nước đầy tràn quanh năm. Đây, những hàng cây bạch đàn rũ bóng tạo thành đường viền quanh hồ. Con chim bói cá bất chợt liệng xuống đớp mồi, làm mặt nước sao động óng ánh dưới nắng chiều. Những năm chiến tranh, lúc rảnh rỗi ngồi dưới bóng cây như vậy, anh em trong đơn vị thường xúm xít vây quanh tôi nghe kể chuyện.
tăng sinh hoạt tinh thần để bù lại những thiếu thốn vật chất, giữ vững niềm tin mà vượt qua những khó khăn ác liệt của chiến trường vùng ven. Nhớ lại, đội ngũ cũng đông, đó là anh Năm Hải, Tư Lâm, Ba Cảnh, Sáu Ẩn, Tư Khương, Tư Re, Chín Ghém, Ba Đào, Tư Đạo. Đều là con em xã Phú Hòa Đông, xã Nhuận Đức, thuộc huyện Củ Chi, đất thép Thành Đồng. Năm 1970, về căn cứ để tổng kết công tác, Cụm Tình báo Quân sự H-63 được nhà nước tuyên dương và tặng cờ đơn vị Anh hùng quân giải phóng và danh hiệu 10 năm bám trụ đất Củ Chi. Nhưng tất cả các đồng chí nêu trên cùng nhiều đồng chí khác đã trở thành liệt sĩ. Nay, bộ phận võ trang của cụm còn hai thương và tôi ở thành phố và thành. Cán bộ xã Phú Hòa Đông, cả ba người đều là thương binh. Có trường hợp của hai thương là nặng nhất. Anh bị giặc Mỹ bắt, cưa cụt cả hai chân khi tra tấn. Biết anh là cán bộ tình báo, chúng cố khai thác để moi ra người chỉ huy trong nội thành. Nếu anh chịu khai, thì tôi và người cán bộ điệp báo trong lưới không còn tồn tại đến ngày nay. Anh cắn răng để giặc cưa cụt cả hai chân. Cuộc chiến tranh ác liệt thật, phải đổ ra bao nhiêu xương máu để có được ngày hòa bình, để có được những cơ sở vật chất đầu tiên của chủ nghĩa xã hội như trạm bơm Ba Gia này. Mãi suy nghĩ mà trời đã xế. Chương trình còn phải đi thăm lại khu di tích Bến Đình. Nơi đó có một đoạn địa đạo của đơn vị nay được đào rộng ra, trang bị ánh điện để đồng bào trong nước và khách nước ngoài đến tham quan. Đêm nay chắc phải ngủ lại nhà má Bảy, càng tốt, ăn một bữa cơm với má để nhớ lại những ngày xưa. Không biết ngoài biển còn nhiều môn nước và cô Tư Xe có lội ruộng bắt được cua và ốc đem vào kho tiêu nữa không. Ngoài kia, nước sông Sài Gòn đang chảy xuôi về thành phố và con chim bìm bịp cứ lượn theo dòng sông kêu nước lớn nước dòng. Loài chim ấy có bộ lông màu già giống màu áo cà sa các vị thầy tu. Theo chuyện cổ tích Việt Nam thì một vị hòa thượng trên đường đi Tây Phương tìm yết kiến Phật Tổ đã lỡ vứt đi quả tim biết phục thiện của một con người. Dòng nước vô tình đã cuốn trái tim đi, vị hòa thượng có lỗi bị Phật Tổ đày đọa xuống trần thành con chim bìm bịp. Và con chim đáng thương ấy vì ăn năn hối hận cứ bay theo sông, theo suối với tiếng kêu não nề, buồn bã năm này qua năm khác. Hỡi loài người, hãy giúp tôi tìm lại quả tim. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.